Dạ. Là nha. Tô này chết hết rồi. Cái này đẹp nè. Trời ơi. Anh đây đẹp mà. Đẹp thế. Trời ơi, chết da vậy. Ở đó cũng đẹp nữa. À. Xịn quá là xịn luôn. Cái bọn dưới đây chụp hình ra. Trời ơi, xịn quá. Đế nguyên bản không anh dạ? Đế là đế một đế đế là đế khối. Đế khối. Đế khối là nó bền, rất là bền hơn là đế. Anh đây đẹp. Anh mà làm dài là để lắp cờ đúng không? Để lắp cờ đó. Bỏ ở đây đi xong mình chụp hình. Trời ơi, đẹp quá. Dày sẵn kho Sài Gòn nha các bạn. Đế âm là đế âm ăn là rất là bền. Anh là thợ làm dày. Bao nhiêu năm kinh nghiệm làm dày. Hôm qua đế da nha, đây là đế da cao cấp nha. Đây, đó, đế da cao cấp. Trời ơi, đẹp quá. Cái đó hả? Này, cái này không hiểu gì nè. Chị nhớ có đợt có một đôi gì vậy nè. Trời ơi, rò vô cái... Rò vô cái da mà nó mịn ghê. Rồi, cái đẹp. Bây giờ lại khoái mang về mọi hàng rất đẹp nha. À, mai nhúng nè. Mai nhúng nha. Để âm nè, để âm đẹp nè. Da cá sấu. Da cá sấu. Trời ơi. Đây. Dày khiêu vũ. Dày khiêu vũ đó ha. Đây, dày khiêu vũ này. Đó. Hai màu thích khiêu vũ, mang lên giày này đúng rồi hả? Trời ơi, trời ơi. Không tỉnh nào bắt cách ly riêng tại Ninh Bình. Thế qua thủ tướng chính phủ là như bộ vậy, bộ nhiều hả? Anh đòi này da nè. Đây, đợi này đứng rồi đẹp, thời trang. Đẹp quá, đẹp quá. Đẹp. Thế là Ninh Bình phòng xanh vậy, không có ca nào cộng đồng. Không có hồng rồng sao đó. Chất nha, chất rất là đẹp. Đẹp da nè. Trời ơi. Lâu lâu có một đôi vậy da trắng rất là đẹp. Đẹp da á. Đi bóc mình siêu hàng nha các bạn. Trời ơi, đẹp quá. Đây cũng đẹp, đẹp.